được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê thứ bảy của Vietfay TV. Và kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì một lần nữa chúng tôi lại trở về với Hearty Center, là bởi vì Kim Hoàng tình cờ nghe được mỗi câu chuyện mà bản thân Kim Hoàng nghĩ rằng nó khá lý thú. Và bởi vì cái sự lý thú này mà Kim Hoàng lại muốn chị Thu Lê chia sẻ cái câu chuyện này đến cho khán giả của Vietfay TV, để chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem những cái phương cách chữa trị bệnh mới nó đã có tác dụng như thế nào đối với chính bản thân của chị, là câu chuyện đã được chia sẻ. Và ngày hôm nay đó là đối với những thành viên trong gia đình của chị, phải không chị Thu? Mà chắc Kim Hoàng nghĩ rằng chị cũng rất là ngạc nhiên khi mà chị có thể giúp được những người trong gia đình của mình có một cái cuộc sống khỏe mạnh như hiện nay, phải không? Dạ Kim Hoàng, đúng như vậy. Tức là ban đầu thì mình nghĩ là cho bản thân mình trước, nhưng sau đó thì tới người thân trong gia đình. Và cái đó làm cho mình có thêm động lực, mình học hỏi không ngừng để giúp được nhiều bệnh nhân khác hơn. Hoàng, Kim Hoàng được biết là vào cuối năm 2019 thì ba của chị Thu trong một cái chuyến đi chơi qua Úc rất là khỏe mạnh, nhưng mà không lâu sau đó thì ông đã bị bệnh, mà theo lời các bác sĩ Việt Nam thì cho rằng cái chứng bệnh rất là nặng. Có hai giai đoạn mà ba mình bị bệnh. Tức là lúc ông qua Úc á, thì là năm 2019 á, thì ông chơi vài tháng thì về Việt Nam. Thì sau đó là bị sốc thời tiết, rồi thức ăn nó thay đổi, nó nhiều cái thì ông không ngủ được và không ăn được và ói liên tục. Thì đi vào bệnh viện cấp cứu. Thì trong vòng 40 tiếng người nhà ở Việt Nam báo là chị bay về ngay. Thì khi mình bay về thì vào thì thấy là ông rất là mệt, cực kỳ đuối. Nhưng mà cái nguyên nhân dẫn đến, vì sao dẫn đến cái vấn đề ói liên tục chị? Có nghĩa là cơ thể suy nhược hay là vì một cái lý do nào? Cái lý do á, khi mà mình tìm hiểu ra thì cái lý do chính á, là do ông mất ngủ nhiều ngày. Mà bản thân ông cũng có vấn đề bao tử mấy chục năm nay rồi. Thì khi vào bệnh viện thì bệnh viện nghi ông là bị ung thư bao tử. Thì khi nghi như vậy thì là ông càng mệt càng lo hơn nữa. Và ông không ăn được, tức là đưa đồ ăn ra bệnh viện, đưa cái gì ra là ông ói hết. Cái đó là cái vấn đề tâm lý đó chị. Lớn tuổi mà cứ nghe tới ung thư là giống như là có một cái bản án vậy đó. Họ cứ nghĩ đó là bản án tử hình rồi, cho nên là nó bị xuống tinh thần. Thì trên đường mà chị đi ra sân bay á, thì cũng có gọi về nhà nói với ông rằng là ông yên tâm đi, con sẽ về tới. Thì trong vòng 48 tiếng sau thì chị bay về tới Việt Nam. Thì khi mình về tới Việt Nam rồi thì mình vào bệnh viện và mình xin cái thủ tục là xuất viện ngay. Thì lúc đó bác sĩ ở Việt Nam là không đồng ý, là nói là hiện tại cái tình trạng của ông rất là yếu, mà nếu mà xuất viện như vậy á, thì là ai đảm bảo cho cái mạng sống của ông hiện tại bây giờ. Thì lúc đó mình mới nói rằng là do bây giờ là gia đình khó khăn quá, không có tiền, tại vì nằm bệnh viện quốc tế thì sạc nhiều tiền quá. Rồi xong rồi thì bệnh viện cũng không chịu nữa, nói nếu không có tiền thì sẽ chuyển sang bệnh viện nhà nước, tức là sẽ chuyển tuyến để cho giảm chi phí. Thì mình mới nói là thực ra không phải là chuyển tuyến, mà mục đích mình muốn đưa ông tự về nhà chăm sóc. Thì bác sĩ có hỏi là xin lỗi là chị làm gì mà chị có thể đảm bảo được cái mạng sống của ba chị ở trong đây, là chăm lo rất là kỹ rồi mà chị còn muốn đem về nữa thì làm sao để đảm bảo được, chị có dám ký cam kết không? Thì mình mới nói là mình hiện tại là bác sĩ dinh dưỡng ở Úc, cho nên mình muốn đem ba mình về để mình tự chăm sóc, và mình sẽ ký cái cam kết có chuyện gì thì mình hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thì lúc đó thì bác sĩ mới bắt đầu cho mình làm thủ tục xuất viện cho ông đem về. Nhưng mà trong cái giai đoạn đó là bác sĩ ở bệnh viện đã kết luận ông là bị ung thư bao tử rồi. Họ nói là họ nghi ngờ bị ung thư bao tử, vì họ yêu cầu làm nội soi và một số thứ gọi là biopsy, tức là sinh tiết cái tế bào để tìm ra cái loại đó là ung thư gì như thế nào. Thì mình mới nói không, tại vì bây giờ làm những cái đó sẽ làm cho ông đau đớn và mệt mỏi thêm. Dù có ông có bị ung thư đi nữa thì mình cũng sẽ có cái hướng để mình giúp đỡ cho ông. Mình không có muốn ông chịu thêm đau đớn nào nữa, và không muốn tốn thêm bất kỳ một cái chi phí nào nữa cả. Tại vì mình cứ nhấn mạnh vấn đề tài chính để mình mà mình làm cái lý do mình có thể đưa về ngay lập tức. Tại vì trong vòng 48 tiếng thôi mà hết 16 triệu tiền Việt Nam thì cũng là khá lớn chứ không phải là ít. Mà tới thời điểm đó thôi, còn những cái bill mà bác sĩ đề nghị làm thêm nữa thì tổng cộng mình tính là khoảng 45 triệu. Để mà mới biết được nguyên nhân của bệnh. Để biết được nguyên nhân của bệnh. Thì mình nói là vì cái tài chính như vậy cho nên mình đem về.
Thì mình đem về nhà xong rồi á, thì trong suốt một tuần lễ, tại lúc đó ba mình rất là yếu, mình không thể mang vô Úc được, cho nên trong cái tuần đó thì mình chăm cho ông ăn uống và uống thuốc. Thì suốt một tuần đó là tự tay mình nấu ăn, mình làm tất cả mọi thứ cho ba mình. Cho em ngắt lời với chị là khi bác sĩ họ, chuyên gia họ dự phóng là ba của chị bị bệnh ung thư bao tử, cá nhân chị thì chị nghĩ rằng ba chị bị tình trạng như thế nào, bệnh tình gì? Cá nhân chị thì chị cũng nghĩ rằng nếu tệ nhất là ông bị ung thư bao tử thì mình cũng vẫn có hướng để mình giúp ông được. Đó, thì cái tệ nhất, nhưng mà đối với mình không nghĩ là ung thư bao tử, tại vì mình đã chăm ông ở bên Úc này 3 tháng trước khi về Việt Nam rồi và rất là khỏe. Mọi thứ xét nghiệm mình kiểm tra sức khỏe ổn hết mình mới để cho ông đi về Việt Nam. Đó, thì mình không nghĩ, nhưng mà trong đầu nếu như mình nghĩ tệ nhất là ung thư bao tử thì vẫn có cái hướng để mình giúp cho ông. Nghĩa là đem về nhà, cái mục đích chính của chị là cái vấn đề dinh dưỡng, làm sao để cho ông hấp thụ được những cái dinh dưỡng theo đúng cái cách của chị, theo đúng cái khoa học mà mình học ở bên này. Đúng em, tức là làm sao hiện tại bây giờ không ăn được và không ngủ được. Thì như vậy cái quan trọng là làm sao giải quyết hai cái đó trước cái đã, còn cái gì thì tính sau. Vâng. Và thức ăn là chị lại tiếp tục sử dụng thức ăn ở Việt Nam giống như là bình thường như mọi người. Thật ra có một số thứ là trong khi mà ông bị bệnh vậy thì có một số thứ chị mang đi về kịp trong lúc chuyến bay. Nhưng có những cái mà không mang về kịp thì sau đó người nhà ở bên này gửi về. Ví dụ là như là những cái gì chị có thể chia sẻ? Ví dụ những cái loại hạt đó, chị cần tự nấu sữa cho ba chị uống. Tức là bệnh thì ông cần rất là nhiều cái dưỡng chất, mà vitamin và khoáng chất thì nó có trong nhiều, rất là nhiều các cái loại hạt, như là hạt ốc chó, hạt hạnh nhân, thì chị mua những cái loại hạt organic ở bên này chị đem về. Cho nên là chị tự nấu những cái đó. Rồi một số loại như là cá, đặc biệt là cá hồi mà white coach, tức là đánh bắt ở ngoài biển á, thì nó sẽ đỡ hơn là cá hồi mà nuôi ở trong farm. Tại vì nuôi thì lúc nào cũng uống tăng trọng chăn. Và đó là những cái thực phẩm mà chị đã bồi bổ cho ba của chị trong cái khoảng thời gian đầu tiên sau khi xuất viện về nhà. Đúng rồi. Và bao lâu thì ông, cái sức khỏe của ông được hồi phục? Thì sau một tuần sau là ông hồi phục lại, ông khỏe lại, thì chị mới bắt đầu bút vé mang ông qua Úc. Tức là khỏe lại nhưng mà vẫn không phải là khỏe mạnh hoàn toàn, nhưng mà khỏe mà có thể ngồi được máy bay đường dài là coi như là mừng lắm rồi. Có nghĩa là qua giai đoạn 1 là sức khỏe hồi phục để có thể di chuyển là tại Việt Nam, và qua tới Úc rồi thì mới thật sự là sức khỏe được hồi phục bên này. Rồi sau khi qua tới Úc thì chị chăm sóc thêm 3 tháng nữa là mới thật sự khỏe hẳn hoàn toàn. Như vậy thì sau đó rồi, từ lúc cuối năm 2019 cho tới thời điểm này thì nó chắc cũng gần khoảng 1 năm phải không? Ba chị có tái phát lại những cái chứng bệnh lúc trước, có bị ôm nôn mửa hoặc là cứ một cái triệu chứng nào hay không, hay là ông khỏe mạnh hoàn toàn? Tức là sau khi về Việt Nam thì ông khỏe mạnh hoàn toàn, không có vấn đề gì. Sau đó thì đột nhiên tới cuối tháng 12 năm 2019 thì lúc đó cả nhà của chị đang đi holiday ở bên Nhật. Thì đùng cái là nghe ông báo tin là ông đi lên bệnh viện kiểm tra sức khỏe, thì bác sĩ nói là bây giờ giảm tiểu cầu một cách khủng khiếp, còn có 19.000 thôi. Thì khi bất kỳ ai mà trong cái ngành này mà có chuyên môn mà nghe cái tiểu cầu lượng như thế thì ai cũng đứng tim hết á. Thì lúc mình nghe như vậy thì mình rất là sốc. Cái lượng trung bình của tiểu cầu trong mỗi cơ thể là bao nhiêu chị? Từ 150.000 đến 400.000. Có nghĩa ông chỉ có 19.000 thôi, có nghĩa là nó ở mức rất thấp, khoảng 10% của người khỏe mạnh. Tức là nó thấp khủng khiếp luôn. Mà hiếm có ai rớt xuống tới mức như vậy. Thì lúc đó là mình không biết cách nào, tức là cái đó là cái cực kỳ nguy hiểm và phải luôn ở trong bệnh viện trong cái tình trạng là cấp cứu khẩn cấp, vì cái đó nó có thể gây xuất huyết bất kỳ lúc nào. Và đặc biệt là ông nói ông đau cái vùng bao tử nữa, thì mình lại sợ rằng là ông bị xuất huyết ở trong bao tử là coi như là cũng không làm gì được. Thì mình mới nhờ tài xế chở xuống bệnh viện Chợ Rẫy gấp, tức là ông nằm trên xe im, không có được nhúc nhích, không gì hết, không thay đổi tư thế, tại vì nó cái đó cực kỳ nguy hiểm. Rồi không đi lại không gì, thì xuống bệnh viện Chợ Rẫy cũng làm lại xét nghiệm, thì cái kết quả nó cũng vẫn như thế, cũng đây chị. Có nghĩa là cái kết quả tiểu cầu nó vẫn thấp như vậy. Vẫn thấp như vậy, vâng. Tức là nó vẫn là như ông làm ở trên Bình Dương, là 19.1, tức là 19.100. Là cái mà
kinh khủng nhất. Thì sau đó thì mình từ Nhật bay về thì gửi tạm ông ở trong Chợ Rẫy. Thì khi mình bay về tới Sài Gòn thì mình mang ông ra khỏi Chợ Rẫy. Mang ông ra khỏi Chợ Rẫy đi về, mình thuê một cái căn hộ ở bên quận 7. Rồi xong rồi mang ông về đó thì mình chăm, thì cũng cho ông ăn uống và uống thuốc. Thì tại vì cái giảm tiểu cầu này á, nó có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà mình tìm ra hết, kể cả bệnh viện Chợ Rẫy cũng không tìm ra cái nguyên nhân tại sao ông bị giảm tiểu cầu. Như vậy thì chị đã biết được nguyên nhân vì sao chưa? Và sau đó thì khi đưa ông về để mà hỏi ra là ông ăn uống như thế nào, tại bình thường gọi điện thoại về Việt Nam ông vẫn cứ nói ông khỏe lắm, rất là khỏe, ba khỏe lắm con, không có vấn đề gì, thì mình rất là yên tâm. Nhưng mà đùng một cái thì ra như vậy. Thì hỏi ra, loại trừ hết tất cả các nguyên nhân thì mình mới biết được một cái mà ông không hề chia sẻ với mình, đó là ông uống 150 thang thuốc nam ở Việt Nam, đi hốt. Nhưng mà cái đó là chỉ là thuốc bổ thôi hay là thì những trị bệnh gì? Thì khi ông đi hốt thuốc thì giống như là người ta nói thuốc này là bổ dành cho người già. Thì cứ thế mà uống, nó cứ nghĩ là thuốc bổ thì sẽ không nghĩ là nó hại cái gì. Nhưng mà uống đến một cái mức mà tiểu cầu nó giảm khủng khiếp như thế rồi mà vẫn cũng không hề biết. Cái đó là cái mà cực kỳ nguy hiểm. Là nhân đây thì mình cũng xin gửi gắm với các bác là nên, nếu mà mình có vấn đề gì sức khỏe thì nên đi bác sĩ hoặc là gặp người có chuyên môn. Và tốt nhất là đừng có nghe nói là cái này bổ lắm là mình bắt đầu mình sử dụng liên tục. Tại vì nếu như bất kỳ đồ ăn thức uống nào mà khi nó bổ mà mình sử dụng liên tục thì nó cũng trở thành là hại chứ không còn bổ nữa. Đây là một cái yếu tố khá là quan trọng, kính thưa quý vị khán giả. Chúng tôi không nói là thuốc nam không tốt. Tuy nhiên cái thông tin mà chúng tôi muốn nhắn gửi và chị Thu Lê muốn nhắn gửi là cái gì nó cũng có hai mặt. Mà nếu mà chúng ta sử dụng đúng liều lượng thì có thể là nó sẽ tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên nếu mà chúng ta sử dụng quá liều lượng thì nó lại có một cái tác dụng ngược lại, phải không thưa chị? Chứ không phải là chúng tôi nói là không nên sử dụng. Vâng, và như vậy thì bà chị đã biết được nguyên nhân của ba chị là bởi vì uống thuốc nam quá nhiều trong một cái thời gian quá lâu. Và bây giờ cái bổn phận của chị là làm sao cho cái tiểu cầu này nó phải gia tăng trở lại. Đúng rồi. Thì và chị làm cách nào để nó gia tăng? Cái này cũng là một cách cực kỳ khó. Tại vì sau đó thì mình có gặp một cái người chia sẻ cũng đã từng trị cho ba mình ở trong bệnh viện Chợ Rẫy, là phải nhập thuốc về từ Thụy Sĩ thì mất 3 tỷ rưỡi đồng để làm tăng tiểu cầu. Nhưng mà tiểu cầu của ông cụ kia là 50 mấy ngàn cơ. 3 tỷ rưỡi để điều trị cho một bệnh nhân là ba của chị thôi. Và họ có bảo đảm là khi mà chúng ta tiêu tốn số tiền 3 tỷ rưỡi thì có thể chị giúp cái bệnh của mình hay không? Cái đó thì không thể nói được. Vậy vì trong điều trị thì hầu như không có ai cam kết là chắc chắn. Có nghĩa là câu hỏi 50-50. Khi mà mình tìm ra được cái nguyên nhân đó rồi thì tập trung cho ông ăn uống và nâng lại cái tiểu cầu lên. Thì nâng lại bằng cách nâng hệ miễn dịch thôi. Tại vì cái tiểu cầu của mình á, nó sẽ có cái vòng đời sống nó rất là ngắn, từ 7 đến 10 ngày thôi. Như vậy trong cái thời gian đó thì mình làm sao mà mình nâng được cái tiểu cầu lên thì để cho nó không có gây xuất huyết. Tại vì khi tiểu cầu nó giảm như thế thì có thể xuất huyết bất kỳ lúc nào, mà xuất huyết là coi như là thôi rồi. Hậu quả xấu nhất của những người bị tiểu cầu mà nếu mà không kịp gia tăng cái tiểu cầu là sẽ đối diện với những gì thưa chị? Hậu quả tệ nhất là có thể xuất huyết bất kỳ chỗ nào. Và khi xuất huyết mất máu đó thì là chắc chắn là không thể sống được. Là cái điều đó là cái điều có nghĩa là giống như là một cái chỉnh mảnh che chuông, phải không? Nó rất là mong manh, cái mạng sống của con người khi đó rất là mong manh. Như vậy thì để gia tăng tiểu cầu trong một cái thời gian rất ngắn thì những cái thực phẩm gì chị đã đưa vào cái thực đơn dinh dưỡng hàng ngày cho ba của chị? Cái thực đơn dinh dưỡng hàng ngày á là mình vẫn tăng cái hệ miễn dịch cho ông và cho ông nghỉ ngơi. Nói như thế này, có một số cái đồ ăn thức uống mà mình không thể liệt kê ra. Vì như thế này, khi mình liệt kê ra thì có những người bị giảm tiểu cầu đó, người ta sẽ có thể áp dụng cái đó để người ta ăn. Nhưng mà nếu như họ có những cái bệnh khác mà họ ăn cái đó vô thì lại hại cho cái bệnh khác của họ. Có nghĩa là cái đơn thuốc cho người này không thể áp dụng cho người khác, mà cơ thể của mỗi một người là một bài toán và chúng ta phải tự giải cái bài toán đó. Đúng không rồi. Thể áp dụng một cái giải đáp cho tất cả mọi người. Đúng rồi. Tức là tại vì khi mình khám thì là mình khám tổng thể cho bệnh nhân. Anh nếu như anh giảm tiểu cầu rồi, huyết áp anh như thế nào, anh có bị tiểu đường hay không, tất tần tật tổng thể một cái cơ thể của một bệnh nhân đó, không có người nào giống người nào.
Cho nên mình thường mình không có liệt kê ra, người ta hay nói là nếu cao huyết áp thì là uống cái này, hoặc giảm huyết áp uống cái kia. Thì thật ra anh có kèm theo những cái bệnh khác hay không, cái đó là cái cực kỳ quan trọng. Và mình sẽ khám tổng thể cho ba mình, là mình sẽ phối hợp một cái liệu trình ăn uống làm sao là ông nâng cái hệ miễn dịch lên càng nhanh càng tốt. Thì mất bao nhiêu ngày, bao nhiêu thời gian? Thì mình mất 11 ngày sau thì ông cảm thấy khỏe hẳn hoàn toàn rồi. Nhưng mà đến cái ngày mà mình đi làm xét nghiệm lại cho ông á, thì đó là ngày 8 tháng 1. Có nghĩa là gần 1 tháng sau. Gần 1 tháng sau thì mới đi làm xét nghiệm lại. Thì tiểu cầu của ông lên là 227 ngàn. Có nghĩa là lên vào cái mức trung bình. Tức là lên 150 ngàn là cũng ok rồi. Thì ông lên được 227 ngàn. Thì là sau vài tuần ăn uống, nhưng mà mình có cho ông uống thuốc. Cái thuốc đó là tăng hệ miễn dịch lên, cái sức khỏe ông tốt hơn. Và đặc biệt là mình có cho những cái thuốc mà diệt các cái virus mà có thể làm cho cái tiểu cầu nó bị sụt giảm, chết, tức là nó bị tiêu diệt bởi những cái vi khuẩn đó. Những cái vũ khí tấn công á. Tấn công. Và mới đây nữa thì tháng 9 vừa rồi ông cũng đi kiểm tra lại cái tiểu cầu của ông, thì trong suốt 9 tháng thì nó vẫn là 227 ngàn. Có nghĩa nó có một cái phần nào đó ổn định phải không thưa chị? Tức là nó ổn định được trong một thời gian. Thì cái tiểu cầu nó là cái như thế này, chia sẻ với Hoàng. Cái tiểu cầu, đây là cái hồng cầu của mình ha. Rồi đây là cái huyết tương, là cái mà để cho nó kết những cái này lại. Rồi cái trắng này là bạch cầu. Và cái tiểu cầu là cái màu đen này. Thì cái tiểu cầu này đời sống nó rất là ngắn, chỉ có 7 đến 10 ngày thôi. Những người bị bệnh tiểu cầu, giảm tiểu cầu là ví dụ như có vấn đề về lách, bệnh lá lách mà kiểm tra lách ông cũng không bị gì. Có vấn đề về gan hoặc đặc biệt là về tủy sống, tức là nó có vấn đề. Những người mà bệnh này thì nhiều khi là bị ung thư máu hoặc gì đó. Thì tất cả những cái loại trừ và nhiễm các cái virus thì ông cũng không có luôn. Tức là mình loại trừ hết là mình thấy là, nhưng mà bệnh viện thì không tìm ra được nguyên nhân và cũng không biết làm sao để cho nó tăng lên. Ngoại trừ là bây giờ có thể nhập thuốc về điều trị khoảng 3 tỷ rưỡi đó. Nhưng mà nói thật là quá nhiều tiền. Có nghĩa rằng cái phương pháp điều trị để mà gia tăng cái tiểu cầu theo những cái phương pháp Tây y đó của bệnh viện đưa ra là cũng chỉ là dùng thuốc thôi. Mà cái loại thuốc đó thì Việt Nam không có, phải nhập từ nước ngoài và nó khá đắt so với lại cái cuộc sống người Việt của mình. Và cái phương cách của chị thì cũng dùng thuốc và kết hợp với dinh dưỡng. Nó hơi khác một chút so với Tây y. Đúng rồi. Cái phương thức của chị á, là dùng thuốc nhưng mà nó là natural medicine. Tức là nó như là một dạng thuốc từ thảo dược thiên nhiên. Nhưng mà cái chính á, là mình cần cho chính bản thân cái nội lực của bệnh nhân phải khỏe. Tức là họ phải ăn được, họ hấp thu được, họ ngủ được. Thì khi đó họ uống thuốc thì nó mới ổn. Chứ còn nếu như mà bản thân cái nội lực không có thì thuốc ở ngoài chỉ là một cái ngoại lực, một cái trợ lực thôi. Mà nếu như nội lực anh không có, trợ lực cỡ nào thì cũng chịu thua. Và ngoài người cha của chị là chị đã chữa thành công, và sau 2 lần, một lần là bị nghi ngờ ung thư bao tử, chị cũng đã đem về nhà tự chữa trị bằng cách dinh dưỡng của mình. Và lần thứ hai là bởi vì cái vấn đề tiểu cầu nó bị sụt giảm quá nhiều, và cái vấn đề này thì nó đã được xác minh bởi tất cả những cái lần thử nghiệm về tiểu cầu. Và chỉ sau 11 ngày thôi là cái tiểu cầu từ cái mức 19 ngàn đã lên được cái mức 210 ngàn. Nó có sự gia tăng rất là nhanh trong cái thời gian 11 ngày đó. Chị có nghĩ đây là một cái phép màu hay là một cái công việc rất là bình thường, rất là đơn giản đối với chị? Đối với chị thì là khi mà mình điều trị một bệnh nhân thì mình phải hiểu rất là rõ về tình trạng tổng thể sức khỏe của người đó. Tại vì khi điều trị là mình không có chỉ trị một cái này, nhưng mà mình sẽ phải tìm ra cái nguyên nhân tại sao gây ra cái bệnh đó. Có nghĩa là phải đi tận gốc rễ phải không chị? Phải tận gốc, tại vì mình trị tận gốc thì nó mới hết. Còn nếu như mà mình không biết mà mình cứ lần mò tìm cái này cái kia, thì muốn trị được tận gốc thì phải có sự kết hợp của bệnh nhân. Tức là bệnh nhân phải chia sẻ tất cả những thông tin và bệnh nhân phải compliance, tức là bệnh nhân phải làm theo. Thì đặc biệt có cái là ba mình là rất là tuân thủ, có nghĩa là đề nghị ăn cái gì, uống cái gì, mấy giờ uống thuốc, làm gì sao sao là ông rất là tuân thủ theo. Nhưng mà đôi khi, nhiều khi bệnh nhân hoặc chính người nhà mình
Như mẹ mình là mình không trị được, tại vì là cái sự tuân thủ trong cái việc phối hợp giữa bệnh nhân và cái practitioner, cái người điều trị rất là khó. Nếu mà bệnh nhân không có tuân thủ theo thì mình ngay không cả, có trị được. Ngay cả trong gia đình của mình và ngay cả chính hai người ruột thịt thân yêu nhất của mình thì có một người là mình cũng đã thành công trong vấn đề chữa trị và một người thì mình nói nôm na là bó tay, phải không? Đúng rồi, mọi người mình nói nôm na là bó tay, tại vì quan điểm của mẹ mình là thôi nhờ mẹ già rồi, để cho mẹ thèm gì mẹ ăn lấy đi, ăn vô có đau nhức xíu thì uống thuốc, rồi uống thuốc xong rồi cái thấy nó giảm nhức cái bắt đầu ăn trở lại tiếp. Đặc biệt là đau nhức, nếu như các bác mà già đau nhức thì giảm đường, còn mẹ mình không giảm đường được, kêu không có đường chịu không nổi, cho nên là không thể giảm được. Mà không giảm được thì không thể nào trị bệnh được, thì cái đó là cái mà cần, rất là cần ở cái sự phối hợp của bệnh nhân. Ngoài người cha của chị đó, là em được biết là ông xã của chị cũng là bệnh nhân của chị, phải không? Ông xã của chị thì nói chung là khi mà phát hiện ra là ông bị ung thư phổi thì lúc đó lên bác sĩ specialist ở trên Liverpool đó, thì đề nghị là cắt bỏ 1/5 đến 1/4 cái phổi bên trái, là vì cái khối u đã là 31mm rồi. Và vì ung thư phổi thì là rất là nhanh, có nghĩa là nó lây lan phát tán và nó hầu như chỉ có vài tháng thôi là bệnh nhân sẽ không có sống được á. Nhưng mà trong cái buổi nói chuyện, sau buổi nói chuyện với bác sĩ xong ra thì thấy rất nhiều bệnh nhân ngồi chợ đó họ cứ gặp bác sĩ ra là khóc miếu máu hết. Nhưng mà hai vợ chồng mình đi về thì thấy cũng bình thường à. Giờ biết bệnh thì phải thay đổi, nhưng mà và anh phải tự khắc phục thôi. Anh phát hiện bệnh là lúc nào, thời điểm nào chị? Năm 2015. Có nghĩa là phát hiện năm 2015. Là cái thi đó là chị cũng đã bắt đầu thăm học hỏi rất là nhiều đúng về rồi. Phương pháp lúc chữa trị này là rồi. Mình đã tìm hiểu rất là nhiều về ung thư. Hầu như là tất cả các cái sách nói về ung thư, các cái nghiên cứu báo cáo kết quả mới nhất của ung thư trên PubMed thì mình đều đọc qua và nghiên cứu, cho nên là mình rất là thích. Nhưng mà chị đã chọn cái phương pháp nào để chị chữa cái bệnh ung thư phổi cho chính người chồng của mình? Tức là trước tiên là mình quyết định, cả hai vợ chồng đều quyết định là không đi theo hướng phẫu thuật, hóa trị, xạ trị gì cả. Và chấp nhận, thậm chí là ông xã mình cũng rất là lì, là chấp nhận là nếu không trị được thì chết vì ung thư vẫn sướng hơn là chết vì hóa trị, tại vì nó đau đớn lắm. Vâng. Mà nó khủng khiếp nữa. Thì sau đó thay đổi chế độ ăn uống, dinh dưỡng, và đương nhiên khi biết bệnh thì ai cũng sợ hết, cho nên thay đổi. Rồi cho tới giờ phút này thì vẫn khỏe mạnh bình thường. Cái u thì nó không biến mất, có nghĩa là nó thuộc 31 cái dạng 31cm chị nói với em vào năm 2015. Đúng thì rồi. Sau quá trình chữa trị của chị nó có thu nhỏ lại bớt hay không? Nó không phát triển lên và nó cũng không mất đi, nhưng nó sơ hóa. Nó một cái dạng là nó sơ hóa, nó sơ cứng lại, nó nằm đó rồi. Có nghĩa là nó bây không... giờ là mình sẽ sống chung với cái sơ cứng đó và mình cũng không cần phải quan tâm gì không tới nó, tại nó không thể phát triển được. Nó được, cũng không phát triển nữa, nó không gì. Thì cái đó là cái mà cho tới giờ phút này thì bao nhiêu năm rồi, nếu như mà theo con đường hóa trị cho ung thư phổi thì mình nghĩ là chắc sợ là ảnh không chịu nổi. Nhưng mà mình thay đổi cái chế độ dinh dưỡng, lối sống, và giống như đừng có quá lo sợ. Hầu như mọi người mà sau khi họ biết ung thư là họ chết vì sợ nhiều hơn là vì bệnh á. Tại vì cái sợ đó nó luôn luôn ám ảnh. Và thực ra thì con người mình nó cũng như cái máy thôi, tức là tự nhiên cái install cho nó một cái software là còn mấy tháng nữa anh chết, báo động nó sẽ nó báo động cho mình, thì nó sẽ khủng khiếp lắm cái tâm lý đó. Và cái não của mình nó cứ nghĩ tới cái chuyện là không còn sống nữa. Và cái việc mà cái thái độ tiêu cực cho bệnh nhân, cái là cực kỳ ảnh hưởng trong cái việc điều trị. Nghe chị nói thì nó rất là đơn giản, chỉ cần thay đổi chế độ dinh dưỡng và thay đổi lối sống. Nhưng mà thật sự là cái chế độ dinh dưỡng là phải compliant, có nghĩa là cũng theo, và nó phải có những cái công thức, ví dụ như là bao nhiêu là protein, bao nhiêu là đạm, bao nhiêu là ngọt, bao nhiêu là mặn, vân 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 vân. Nó phải có một cái công thức rõ ràng, chứ đâu phải là mình chỉ là đơn giản là mình thay đổi thôi. Và cho dù là cái người bệnh nhân thích hay không thích vẫn phải theo cái chế độ dinh dưỡng đó, phải không? Đúng rồi, cái đó là cái mà nó gọi là cái mặt trái ngược của phương pháp này. Có nghĩa là cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Thì cái mặt lợi là
anh sẽ được khỏe mạnh, thoát khỏi ung thư. Ở đây là mình xin nhấn mạnh là mình không phải là trị ung thư ha, mà là mình giúp bệnh nhân thoát khỏi ung thư. Có nghĩa là cả đời của anh sẽ sống khỏe mạnh, không bệnh tật, là thoát khỏi ung thư. Nhưng cái khó của nó là anh có thể thay đổi được chế độ dinh dưỡng, anh có thể làm theo những cái hướng dẫn hay không. Tức là ví dụ như anh đang thích ăn thịt, một ngày anh phải ăn tới mấy miếng steak, rồi một ngày anh phải uống là 5-6 chai bia, thì bây giờ bắt anh ngưng những cái đó hoàn toàn để điều trị thì liệu anh có làm được hay không? Cái đó là cái khó. Vâng, đó là cái khó, và là đó là cái kiên nhẫn, cái kiên trì của mỗi người bệnh nhân. Khi chúng ta bị bệnh thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một suy nghĩ khác, và hy vọng là chúng ta sẽ hợp tác với cái người điều trị cho mình. Và trong vấn đề ung thư, kính thưa quý vị, nước Úc của chúng ta hơn 25 triệu dân, cũng là một nơi mà các tổ chức y tế thế giới WHO xác nhận là nơi có tỷ lệ bệnh ung thư cao nhất. Và vì vậy mà trong những cái lần tới, khi chúng tôi trở lại với lại Hertie Center, thì hy vọng là chị Thu sẽ chia sẻ thêm nhiều thông tin hơn nữa về cái những cái chỉ số về ung thư tại Úc, để mà có thể gióng lên một cái hồi chuông cho quý vị khán giả của chúng ta được biết là đừng ỷ y, và cũng đừng có nghĩ rằng nước Úc là nó là một cái nơi xanh, một cái nơi sạch mà không gây ra những cái bệnh, phải không thưa chị? Đúng rồi. Trước khi chúng ta chấm dứt chương trình, không biết là chị Thu có muốn nhắn gửi gì đến khán giả hay không? Thu xin cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi kênh Vietface TV. Nhân đây thì cái việc mà giữ sức khỏe là cực kỳ quan trọng, và khi chúng ta phát hiện bệnh thì nên tìm đến những người có chuyên môn, các bác sĩ để được tư vấn điều trị, chứ đừng có nghe là tôi theo phương pháp này tôi hết bệnh, tôi ăn cái này tôi hết bệnh, hoặc là ăn cái này ngừa ung thư cái kia. Bây giờ là commercial, tức là bán những cái hàng hóa trên mạng rất là nhiều, và cái đó là không thể giúp ích được cho quý bệnh nhân. Mà khi chúng ta điều trị là nên điều trị tổng thể cơ thể của mình, và nên tư vấn với những bác sĩ có chuyên môn. Xin kính chúc quý vị khán giả dồi dào sức khỏe và luôn luôn khỏe mạnh. Cảm ơn chị, và chắc chắn là chị em chúng ta sẽ có dịp hội ngộ vào một lần khác để mà một lần nữa gửi đến những cái thông tin hữu ích cho quý khán giả của Vietface TV. Chào Kim Hoàng, chào quý vị khán giả đang theo dõi Vietface TV. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần tới của chương trình Cà Phê thứ 7.